Và đây là tóm tắt hai tập trước. Khoai, Luật và Huy lên Hà Giang để cùng nhau quay MV Đợi Nụ Cười Em. Và tụi mình đã có những ngày rất là vui ở nhà của vợ chồng anh Đành. Sáng hôm sau, ba đứa cùng nhau chào tạm biệt vợ chồng anh Đành, từ Quảng Bạ tiến thẳng về Đồng Văn. Ở Đồng Văn, cả nhóm hội ngộ cùng với Đạt. Đạt là một người bay FPV rất là giỏi. Cả nhóm cùng nhau đến sông Nho Quế, đến dinh thự nhà họ Vương và quay những cảnh tiếp theo của MV. Tối đó cả nhóm cùng nhau đi ăn lẩu dê và đây là ngày thứ ba của hành trình. Đây là ngày thứ ba, bây giờ tụi mình sẽ rời khỏi Đồng Văn để đi du già. Hôm nay Khoai và mọi người sẽ cùng nhau gói ghém hành lý để mà rời khỏi Đồng Văn và thẳng tiến tới du già. Trên đường tới du già thì sẽ đi ngang qua quán cà phê của anh A Báo, cho nên là mọi người quyết định là sẽ ghé thăm A Báo luôn. Còn A Báo là ai thì mọi người chờ xíu nha, Khoai sẽ bật mí liền. A Báo. Khoai đang quay Canada live stream live bướm phải không? Quay. Bạn thì bằng tay vượt máy sẽ đi. Có mệt không? Không mệt. Tiếp nước ở trong này. Wow. Đây là quán cà phê của A Báo ở ngay trên đường mà mọi người đi Mã Pì Lèng á, thì sẽ gặp một cái cổng đây. Giờ mình sẽ ra kia ngồi với là A Báo. Anh A Báo là ai? Khoai xin tự trả lời luôn. Anh A Báo là một người rất là thú vị mà Khoai tình cờ quen được từ anh thổ địa Hà Giang ở cái quán cà phê trong phố cổ Đồng Văn. Và đây chính là những cái hình ảnh mà Khoai quay được vào tối hôm trước. Ngồi im để A Báo quan hệ tình cảm á. I want to give you a song harmon melody. Free no money, A Báo coffee. Hôm qua chưa được nghe anh A Báo chơi nhạc cụ này. À, từ mấy cái dãy núi phía sau kia nó thành từng tầng lớp. À, mình lên đây hơi trưa quá ha. Yeah. 10 giờ rồi á. Phải lên lúc mà 7-8 giờ sáng uống cà phê mới đẹp. 10:30-11 giờ rồi. Còn đây là gọi là mấy em yêu của ông A Báo đây. Ôi sáng, buổi sáng sớm là chờ bọn ngay đây luôn á. Ôi đẹp quá. 6 giờ là mọc ngay trên đỉnh núi đó luôn. 7-8 giờ là bị... Ê, chỗ này mà ngắm bình minh đẹp xuất sắc luôn á. Ờ. Biết vậy sáng đi sớm. Báo à, Báo cung mà. Ồ đúng rồi. Giống y chang A Báo rồi. Cái mày nhìn ngu giống A Báo. Ồ mù say say là say say. Uống nước đáy bò A Báo hả? Xưa xưa. Nước đáy bò đây, dùng đi. Cái nhiều sữa. Cái này đầy sữa. Cái này có ăn. Nhiều sữa. Không sao. Đổ lên mũi anh giống chậm chó. Y chang luôn. Không. Giống như cái kỳ. Vũ khí tiềm ẩn ở đây. Đội cái này lên. Rồi A Khoai nhìn ra giống củ khoai. Nhìn đây là Phước. Ô mắt sát thú vào. Ô mắt sát thú vào nhìn như. Và như tối hôm trước, anh A Báo đã cho nguyên đám liên khúc những bài hát mà do anh viết nhạc. Ba nương ba thiết đại bản bầu quê men 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 lá nồng nàn đã đứng lên là uống rượu men vui chảy vào tâm can lòng người ấm áp. Rồi tạm biệt A Báo. A Khoai đi đây. Mùa say say là say say. A Báo chúc cả nhà có một chuyến du lịch trải nghiệm trên công viên địa chất toàn cầu cao nguyên đá Đồng Văn Hà Giang thật sự vui và đầy ý nghĩa.
Cái thiêu Vinamilk xưa cô gái Việt Nam. Đi o kê bèo. Chào cả nhà. Đam mê Apao. Apao cà phê, Apao coffee. Má phía nghe Apao coffee. Review Apao. Wow, view rất là đẹp luôn. Rời khỏi quán cà phê của anh A Báo, Khoai và các bạn của mình thẳng tiến tới Yuza. Nhưng mà làm gì có chuyện thẳng tiến, cũng vừa đi vừa la cà đây đó. Cho nên tới chiều mà vẫn chưa được tới Yuza nữa mọi người ơi. Nhưng mà cũng nhờ như vậy mà Khoai đã khám phá được một điểm ngắm hoàng hôn rất là đẹp. Ở đâu thì mọi người chờ xíu nha, Khoai sẽ bật mí ngay lập tức. Hi, bây giờ là khoảng 5 giờ rưỡi chiều. Mình đang ở một cái dốc phía bên dưới là thung lũng Lũng Hồ và lát nữa sẽ tới Yuza rồi. Và bây giờ mặt trời rất là đẹp, mọi người nhìn sau lưng nè, hoàng hôn bắt đầu xuống cho nên mọi người quyết định là dừng xe lại đây để mà quay một cảnh hoàng hôn. Đó, né mặt ra để mọi người nhìn rõ hơn. Bên kia nó có từng lớp lớp núi và nó chiếu xuyên qua mấy cái đỉnh núi rất là đẹp. Và mặt trời xuyên qua mấy cái đỉnh núi rất là đẹp á thì chắc chắn phải chụp vài bộ hình rồi để làm kỷ niệm và để đăng lên mạng sống ảo nữa. Sau khi chụp hình xong thì anh em sẽ bắt tay vào quay một cảnh quay rất đặc biệt. Không biết mọi người nhìn thấy khung cảnh này có đoán được cảnh quay này nằm ở đâu trong cái clip Đợi Nụ Cười Em của Khoai không? Bật mí luôn, đó là cảnh cuối cùng khi mà Khoai đang ngồi diễn sâu, nhìn về phía hoàng hôn kiểu mặt buồn vì không tìm được cô gái. Ngày quay thứ 3 kết thúc bằng một cái chuyến đi rất là dài. Tới Yuza rồi và nguyên đám sẽ quyết định ngủ sớm. Và đây là 4 giờ sáng ngày hôm sau tại Yuza. Trời mưa tầm tã. Vừa mới chuẩn bị đi quay thì trời mưa. Và đây là lúc 6 giờ sáng. Trời mưa lớn quá và mọi người cũng không kiếm được chỗ ăn sáng. Hên là ở đây có một tiệm tạp hóa để mà trú mưa và phải ăn mì gói sống để thay thế cho bữa sáng. Hy vọng là trời sẽ tạnh mưa sớm để có thể đi quay được. Đây là bữa sáng thịnh soạn và hấp dẫn nhất từ trước đến nay. Mì tôm với trứng. Dạ, con cảm ơn cô. Để bỏ hành vô chứ không hồi đó là bị vụ. Hồi nãy tụi mình có nói với cô là sao không nấu chung một nồi rồi mọi người cầm đôi đũa ăn cho nhanh. Cô nhất quyết là phải bỏ ra tô nhìn cho lịch sự. Đấy, này là dành cho những ai không ăn được hành. Nhìn cho hấp dẫn. Là gì? Mùi chân. Dạ chó ngồi đây cũng được ạ. À. Em ngủ nãy em ngủ thiệt á. Mưa gốc. Được. Thiếu nhưng mà vẫn muốn ngủ. Và trời vẫn còn mưa. Anh cảm ơn em. Thả tiêu này em hơn. Cảm ơn. Được không? Rất là vui ạ. Nhiều tiêu vào cho thơm. Cô kêu là cho thêm á, hình như cô có cho rồi. Mặn rồi, mặn thôi. Đặng đã, từ bò trứng rồi nó thành bát mì. Hình như chân anh hơi bự rồi. Bánh vừa đó. Ủa anh, em chưa ăn bao giờ. Đẹp chưa? Ok.
Vì trời mưa lớn quá mà mọi người đợi được khoảng 5 giờ sáng tới bây giờ 7 giờ mấy rồi, vẫn không tạnh mưa. Khoai cứ nghĩ là ngày hôm đó là nghỉ quay rồi, nhưng mà cũng rất là may mắn là ông trời ông thương, ông tạnh mưa. Nguyên đám cứ đùm ba lô lên người và chạy sâu vô trong thác Du Già. Đường vô thác Du Già thì do trời mưa nên hơi ổ gà xíu, nhưng mà không sao, cảnh rất là đẹp. Nhìn cái khung cảnh trước mắt nè. Wow, lúc đó Khoai rất là choáng ngợp. Khoai lúc đó Khoai nghĩ trời, hình như là mình đang ở một nước Bắc Âu nào đó. Những cái ngọn núi xa xa xanh rờn, phủ lên đó là màu xanh của mấy em bắp em ngô. Bà con người Mông ở trên núi cao rất là hay. Mọi người á, chỉ cần có nước là có thể trồng bắp được. Có một xíu đất thôi, núi đá cỡ nào cũng không làm khó được bà con đâu. Vì đoạn này thì xe máy không đi tiếp được nên sẽ đi bộ vô thác Du Già. Băng qua một con suối nhỏ, đi theo cái lối mòn. Thác Du Già cách Khoai khoảng tầm 1-2 cây số. Không khí trong lành lắm và tiếng suối róc rách róc rách. Hai bên là bắp, ước gì bây giờ có một bà bán bắp đang ngồi luộc bắp bán cho mình ăn chứ. Xin lỗi mọi người, tôi là một người rất là đạo bắp, cho nên là bắp luộc là món tôi mê nhất mỗi khi đi qua những cánh đồng bắp như vậy. Và thử thách đầu tiên trong chuyến đi đã xuất hiện. À không, này thứ hai luôn. Đầu tiên là ông trời mưa cả ngày. Đó là vì mưa lớn quá cho nên nước suối nhiều, thành ra là không biết làm sao băng qua phía bên kia bờ suối. Tại vì mọi người đang đeo lên lưng là thiết bị ba lô, lỡ mà có ngập có ướt là xỉu luôn. Cho nên là nguyên đám đang dừng lại để tìm cách qua. Và rồi như một vị cứu tinh, chị gái người Mông mặc váy hoa, cầm tay quăng chiếc ủng ra xa, đi qua con suối một cách thần kỳ. Khoai và các bạn của mình cùng đứng từ xa quan sát. Ok, sẽ cởi quần ra đi. Hey! Thôi để anh Khoai chân dài đi sân trường. Ok, đi luôn. Để Khoai sân trường cho chân dài. Ở đây nè em ơi. Đây là hai đi lên luôn rồi. Không sao đâu. Chỗ này thì không sao. Đấy, hơi trơn nha. Thôi đấy. Ném qua đi. Đoạn clip này á, mọi người sẽ thấy chất lượng nó không có được ổn định cho lắm. Âm thanh lúc lớn lúc nhỏ, xong rồi quay lúc lắc lúc nghiêng. Thì mọi người thông cảm cho Khoai nha, tại vì Khoai đi quay clip ca nhạc á, cho nên là cầm cái điện thoại quay lại thấy cái gì quay đó, cho nên thiết bị cũng không được chuẩn. Xa xa có mấy em nhỏ đang tắm suối. Nhìn mấy đứa nhỏ cảm thấy mình mắc cỡ cái đoạn hồi nãy mình đi qua suối luôn mọi người. Và chuyện gì đến sẽ đến, mấy đứa nhỏ đã phát hiện ra tụi Khoai và kéo đến càng ngày càng đông hơn. Nho rồng. Nho rồng. Nho rồng.
Boom. Cháu tên là gì? Cháu tên là Bà. Bà. Còn bạn bên đây? Từ 1 tới 10 rồi. E, O, B. Flow. E, O, B. B, B, B. Flow. Flow. T. Chào. Cha. Cha. Y. Chua. Câu. Nhìn tụi nhỏ chia nhau cái lon coca uống á, mà nhớ mình hồi xưa quá chừng. Bây giờ thì già đầu rồi, muốn quay trở lại giống như hồi xưa cũng khó. Này cô gái, sao còn mãi đợi? Chiều hôm ấy, có người bước vội, để lại em chìm trong nỗi buồn. Tình yêu đến muộn, bao giờ lại thương. Chuyện hôm qua như áng mây mờ, chuyện mai sau ai thấu chưa ngờ. Chuyện em mang cô đơn trên vai, thì cho tôi lại gần chia hai. Lòng người thường hay bâu víu thăng trầm, bâu víu kỷ niệm quá. Mà nào đâu biết có người vẫn đứng nơi đây vẫn chờ ta. Đừng hẹn xa rồi phía cuối con đường, sống chết không rời nhau. Ai kia trăm lời, còn tôi chỉ đợi nụ cười em. Mọi người, mình là Jayden. Hello mọi người, mình là Tùng Vi. Mình sẽ vlog cả ngày hôm nay như thế này. Hiện tại thì mình đang ở giống khủng thằng gì mà vlog thấy mũi thôi. Ok, xin chào mọi người, mình là Jayden và mình đang ở bản thôn Khuê My, Khuê My, vlogger Chang La Cà. Mình là trợ lý thứ hai của Jayden. Đây là trợ lý. Đây là ba bạn support mình trong chuyến đi này. Mình sẽ làm video thật là epic về Hà Giang. Đây là bạn này, là bạn này là người bay drone. Xin chào các bạn, mình là người bay drone cho Jayden. Đây là bạn xách ba lô. Em cho anh cái gì có kỹ thuật một xíu em. Xách ba lô và ánh sáng. Ok, cũng được. Nhưng mà tụi mình không set up ánh sáng. Còn đây là bạn lái xe. Mình lái xe côn rất là chú giỏi. Chú tài xế. Rồi, team mình rất là mạnh mọi người ạ. Rất là mạnh luôn. Team mình tổng hợp ba người tụi mình cộng lại là tới 1.720.000 sub. Vậy còn một kia kia. Còn bạn nữa là anh phó giám đốc. Còn bạn nữa. Nhà sản xuất đầu tư. Nhà sản xuất. Chào các bạn. Chào 2 triệu sub trên kênh Jayden Trần. Mọi người thấy chưa? Các bạn nhớ subscribe kênh của Jayden nha. Nhà quê. Lùng khí. Thì tháo vừa ở đâu rồi? Ủa rụng rồi. Rụng tấm rồi. Cắt đây. Cầm cắt cầm cầm đây. Đó. Anh ơi, anh nhắm mắt rồi. Yeah. Ôm giá chặt cất già rồi. Chân này. Ok. Chân trái á. Chân nào nhở? Chân trái. Yeah. Chân trái của anh. Yeah. Tránh xa em chân anh nha mọi người. Chanh đặt ống còn chay tùm lum nữa kìa. Mọi người có thể nhìn thấy làng Khuê My bây giờ toàn là mái ngói, mái tôn. Chỉ còn sót lại vài căn là còn mái lá cọ. Đây, rồi còn một rêu, một cây ở trên thôi. Vì khi mà cái đường lên đây người ta làm rộng ra thì kiểu đi lại dễ dàng. Và vật liệu xây dựng này nọ từ dưới thành phố trở lên cũng dễ hơn. Nên mình nghĩ là người ta bắt đầu chuyển dần sang những cái vật liệu khác rẻ tiền hơn và dễ làm hơn so với việc làm bằng lá cọ truyền thống. Mọi người đang leo lên trên cái rừng cọ phía trên. Mọi người đang phát hiện ra một con vắt. Ý, tôi đã cảm giác trong chân tôi có gì nhúng nhích đó, hình như là nó chui vô chân nó chích mình rồi.
nó nhỏ vậy thôi nhưng khi nó hút máu của mình thì nó sẽ mập như con heo. Đó đó này này đó. Đó, nó đưa cái vòi rồi đó, đưa chân vào nó hút đã lắm. Đó, rồi mình nó bò cho anh đó. Y chang như con sâu đo luôn á. Nó bò nè, nó bò cho em nè. Nó bò cho em không? Đấy, nó nghe được mùi thịt của em rồi đó. Bỏ lên tay ông cho anh đi là nó sẽ chạy. Ơi, nó nhúc nhích rồi kìa. Đừng. Cho anh bóp thử cho anh. Phun nước miếng là nó tuột xuống thôi. Cái khu này khá là ẩm cho nên nhiều vắt. Dê bao nhiêu? Điêu. Bíp. À, tôi đã quay được clip ông cha anh chửi mẹ rồi. Đóng tiền. Xung quanh đây cũng có nhiều nhà là bằng lá cọ lắm, nhưng chỉ có một cái thôn này là có cái rêu ở trên thôi. Tại vì sương mù và ẩm quanh năm á. Ở đây á, mình thấy nhà nào cũng có một cái ao, một cái hồ nhỏ vậy. Người ta nuôi cá bổng nhiều lắm. Cá bổng này làm gỏi cá bổng ăn sống ngon lắm. Mọi người thấy cái vây đỏ đỏ không? Nó ở dưới á. Để zoom lên tí. Đó, nguyên bầy cá luôn. Ghê nữa kìa. Wow. Ở trên núi nhưng mà vẫn có thể nuôi được cá nha. Hi. Hello. Có thấy chú không? Tám, bảy, sáu, năm, bốn, ba. Khuổi Mi có thể không còn nhiều những ngôi nhà lợp lá cọ mọc rêu xanh, nhưng mà đổi lại, Khoai có thể được nhìn thấy những cánh rừng cọ xen lẫn giữa những cánh đồng ruộng bậc thang. Cây cọ trong ký ức của Khoai rất là đặc biệt, tại vì lúc nhỏ, hình như ai cũng được học bài đi học á. Cọ xòe ô che nắng râm mát đường em đi. Nhưng mà quê Khoai ở miền Tây mà, hiếm khi được nhìn thấy cây cọ lắm. Nên là ra ngoài Bắc du lịch, được nhìn thấy nguyên rừng cọ vậy, cũng là một điều đặc biệt. Xem ơi, xem ơi. Hai trăm. Đi đâu anh? Chú thỏ. Đi luôn em, bao nhiêu người? Tà tu. 200. Đi luôn. Bây giờ thì tụi mình sẽ thuê một chiếc xe đi qua Tà Xùa, đi qua Phú Thọ trước, xong rồi mới thuê xe máy đi lên Tà Xùa sau. Và đang vừa mới trả phòng khách sạn ở bên đây xong, trả xe máy lại. Và bây giờ lên xe chuẩn bị thẳng tiến đến Phú Thọ. Phú Thọ hay Việt Trì cũng gần gần nhau đúng không anh? Tỉnh. Dạ. Anh đi Tà Xùa không? Điểm đến tiếp theo trong hành trình lần này là Tà Xùa, một trong những thiên đường săn mây rất là nổi tiếng. Mọi người có thể thấy đường đi đến Tà Xùa rất là thơ mộng, khói bụi mịt mù luôn. Mà bụi này không phải là sương mù mà là bụi đường. Khoai và các bạn của mình cùng nhau thuê một chiếc xe để nhờ chú tài xế rất hễ chở thẳng lên Tà Xùa luôn. Tà Xùa là một xã vùng cao của tỉnh Sơn La và cách thành phố Hà Giang đâu đó khoảng tầm 350 cây số. Ừ, tối nay mưa thì ngày mai sẽ có mây. Bây giờ thì mọi người đã đến Tà Xùa rồi. Mọi người chia nhau ăn xôi. Ki ki ki. Giới thiệu với mọi người, đây là bạn mới của mình. Đi ra đây, đi ra đi. Không có cắn tao nha. Con này rất là hay cạp. Đẹp quá mọi người ơi. Ở trên đây lạnh lạnh. Ôi, có cái lò nướng ở đây, chiều tối mà nướng thịt ăn thì biết sướng. Mà thấy nó mục. Ở dưới kia thì ruộng bậc thang bắt đầu vô mùa đổ nước rồi. Ki ki ki. Này cắn đi. À, cắn thiệt cứ con đi. Ê, bây giờ là giờ ăn tối. Wow, lẩu gà. Phần lẩu này trị giá 600.000 gồm một con gà rưỡi và rất nhiều rau ở đây. Chị có thể cho em thêm nấm không? Nấm hả? Vâng. Dạ em cảm ơn. Ủa lộn, bạn này nhỏ tuổi hơn mình. Đúng rồi. Em có thể cho anh thêm nấm không?
canh xong vắt chanh vào. Okay. Nghe thơm quá hả? Thơm không? Thơm phức. Đây là bí đao. Cho cả luôn nhá. Bí đao đã được bỏ hột đi để được vị chua. Đây có. Thôi, từ từ ha. Hấp dẫn quá. Chơi đánh bài á. Sẽ có đập su su. Su su. Đặc sản của vùng cao. Rau cái này là nấm, kim chi, last one, kim châm. Kim châm. Mong là ngày mai sẽ có mây. May mắn. Mây cầu đông không tối này có mưa sáng mai tạnh mưa. Để có mây nhiều thật nhiều. Hai ba. Yo. Đúng không chị? Yo bê. Sau khi ăn uống no say á, thì Khoai về phòng dựng clip, xong rồi ngủ sớm. Nhưng mà khuya hôm đó, mấy anh em có một kế hoạch bí mật. Hey, xin chào mọi người. Hiện tại mình và anh Luật và anh Đạt mình đang đi kiếm mua bánh cho anh Khoai lang thang. Bởi vì vào 12 giờ đêm nay sẽ là ngày anh Khoai lần đầu được sinh ra đời. Sinh gần lần. Ngày sinh thần. Và bên cạnh mình đây là anh Luật, anh Đạt và phải cái nhà bên cạnh đó. Anh Trang. Có chụp một bài. Chụp bài xong cắm cái nến lên thôi. Mình có nến không chị? Nến kiểu nến như sinh nhật đó, nến sinh nhật. Nến ở đây nè. À, không tí nó giấu chứ. Mua về vào đi anh, mua về vào máy anh mà. Thôi lấy hộp nhỏ đi. Giấu đi bí mật. Không lấy cái hộp nhỏ xong nữa có lẽ cái này là mình hai tầng không hay bánh một tầng. Chúc cho anh Khoai tuổi mới đạt được nhiều thành công mới. Chúc kênh của Khoai lang thang sẽ đạt 10 triệu sub. Ê giờ bốt cái. Chúc cho Khoai lang thang. Cái chuyện gì? Gì đấy? Gì đấy? Giống mấy câu chúc Tết đó. Có một MV thật là thành công đó. Ok. Riêng em á thì em dành cái lời này rất là lâu rồi. Đó là chúc mừng năm mới anh. Anh Khoai nhớ trả tiền video cho em. Lúc nào sinh nhật Khoai lang thang gấu gấu. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Tưởng nó bị cướp vô. Mua vậy thì nến. Bị hết. Thôi nến đi. Từ ướt đã. Dậy đi chưa? Dậy đi anh, tỉnh táo đi. Nguyên cái đoạn clip hồi nãy mọi người chuẩn bị bánh sinh nhật cho Khoai á, thì Khoai về nhà xong rồi Khoai dựng clip Khoai mới được nhìn thấy. Cho nên nhân đây cũng gửi lời cảm ơn anh em đã quan tâm tới Khoai và đã có một cái bánh sinh nhật bất ngờ như vậy. Buổi sáng ở Tà Xùa thì trời rất là lạnh và đường xuống sóng lưng khủng long cũng rất là khó đi. Nhiều ổ voi ổ gà, một bên là vách núi nữa nên đi phải cẩn thận. Đường nguy hiểm thiệt luôn á. Vì đường đi nguy hiểm cho nên Khoai và các bạn của mình cùng nhau quyết định để xe lại ở đây và đi bộ xuống dưới sóng lưng khủng long. Một lời khuyên chân thành là khi đi mọi người nhớ rọi đèn xuống chân cho kỹ. Tại vì ngoài ổ voi ổ gà ra thì còn có mấy cái bãi mìn do mấy mẹ trâu mẹ bò để lại nữa. Đi du lịch mà lỡ đạp vô cái đó một cái là coi như là muốn đi về luôn đó mọi người. Bây giờ là khoảng 5 giờ sáng và mọi người đang cố gắng đi bộ thật nhanh để đến chỗ sóng lưng khủng long, để kịp nhìn thấy cảnh mặt trời mọc lên á. Đây là một hôm nay là ngày thứ 11 khi mà quay cái MV này rồi. Và mọi người nếu mà để ý thì sẽ thấy tóc của mình dài hơn lúc mà mới bắt đầu quay rất là nhiều. 11 ngày. Và mình béo hơn đó. Ừ, người ta đi toàn may còn mình đi thì trời trong veo. Trời, bao nhiêu hy vọng luôn á. Đây là điểm quay cuối cùng và mình nghĩ nó sẽ rất hoành tráng. Mình mất mấy ngày đi qua đây vậy Duy Chan? 2 ngày. Từ Hà Giang xuống Yên Bái. Ôi, xuống Phú Thọ, Việt Trì.
Xong rồi từ Việt Trì Phú Thọ chạy lên đây mất thêm 5 tiếng đồng hồ nữa. Kiểu mọi người sẽ rất là hy vọng hôm nay đến đây và sẽ có rất là nhiều mây. Vừa không có mây ở trên clip này kia. Nhưng mà đến đây hiện tại bây giờ không có một miếng mây nào luôn. Không. Không, nhưng mà hy vọng chút xíu nữa mình mặt trời lên. Mặt trời lên sẽ đẹp hơn. Đúng rồi chỗ này chú ý, đúng rồi phải không? Đúng rồi á. Rồi đứng đó được rồi anh Khoai, đứng đó được rồi anh Khoai. Đứng đó được rồi. Mọi người đang đứng ở bên kia. Anh nghe anh nha. Thì mình đang đứng ở cái phần chạy đi anh, chạy đi anh. Chạy đi. Nhìn xuống nè, mọc lù rồi mọi người ơi. Ở kia người ta còn đổ xi măng. Giống cái sân đổ vực thăng nữa, xấu quá. Rồi chạy đi anh, chạy đi anh. Rồi chạy đi anh, chạy đi anh. Giơ tay lên. Đẹp quá mẹ. Giơ tay lên. Lâu lên nha. Wow. Được đấy. Điên rồi. Xin chào các bạn, chào buổi sáng các bạn. Mình là Khoai Lang Thang và chào các bạn đến với kênh của mình. Các bạn đừng coi kênh Khoai nha, hãy qua subscribe kênh của Chanh La Cà. Kênh cắt. Chào mọi người, kênh của Chanh La Cà hay hơn kênh Chanh Khoai. Đoạn này sẽ được cắt ra khỏi. Đừng xem Khoai Lang Thang nha, hãy subscribe Chanh La Cà hay hơn đó các bạn. Hãy subscribe channel của Jay Đình Trần. Hãy subscribe kênh của Chanh La Cà. Unsubscribe kênh Khoai Lang Thang nha. Chanh La Cà hay hơn nha các bạn. Ở kia có hai bạn trẻ đang đi xe máy ra ngoài sống lưng. Khá nguy hiểm, mình cũng không khuyến khích điều này đâu. Bây giờ mọi người sẽ đi ra lên trên kia kiếm bắp luộc hoặc là trứng luộc hay cái gì đó ăn sáng. Hồi sáng dậy sớm quá và cũng không kịp chuẩn bị đồ ăn sáng nên ai cũng đuối hết. Chúc cho clip của mình sẽ thành công tốt đẹp. 1, 2, 3. Giống cái vụ bắt con gà. 1, 2, 3. Vô. Hi, chào mọi người. Hiện tại thì Khoai đang ở bản Tà Sù C ở gần chỗ xã Tà Sù lúc nãy. Vừa mới về tắm rửa thay đồ ra, ê đẹp trai. Xong rồi đi ra bản chơi. Ở dưới đây thì người ta trồng rất là nhiều trà, trà sang tuyết á. Và bà con đang hái trà, hái chè ở dưới kia. Hay, mọi người có thấy rõ không? Có mấy chị đang mặc trang phục người Mông và hái chè. Và có mấy đứa nhỏ đang ở dưới mấy tảng đá ngay chỗ suối nữa. Nó bé thay chứ nào. Không hiểu rồi. No peta chino. No peta chino. No. Yeah, rồi chú hai cho đi. Cảm ơn. Cảm ơn chú. Có thể là kẹo hay ăn bánh. Rồi. Đây, gặp nha. Nho rồng. Dễ thương à. Ở đây mọi người sẽ thấy mấy cây trà, nó có trái luôn nè. Ở đây gọi là trà sang tuyết. Vì bình thường á, ở những cái vùng cao mà vùng lạnh á, thì ở phía dưới lá nó sẽ có những cái sợi lông trắng trắng. Nhưng mà trà ở khu này mình thấy không lạnh lắm, nên gọi là trà sang thôi. Trà sang thì rất là nổi tiếng của Việt Nam mình rồi. Bình thường á, mình thấy có những nơi mà có những cây cổ thụ cả trăm năm, lớn thiệt lớn, người ta leo lên người ta hái. Và khi những cái sợi lông á, nó động xương á, nó sẽ tạo lên màu trắng. Và khi mà người ta sáo trà, trà khô lại nó cũng có cái màu trắng do những cái sợi lông tơ để lại nên gọi là sang tuyết. Yes. Hi mọi người ơi, bây giờ là 9 giờ tối và đang có sương và mây bay xuống chỗ mình đang ở. Hy vọng là ngày mai mây sẽ nhiều hơn. Mọi người đã quyết định ở lại một đêm để mà quay tiếp cái sống lưng khủng long Tà Sù vì sáng hôm nay fail quá, không có miếng mây nào. Và bây giờ thì kiểu mây đang bay lơ lửng xung quanh. Em đi đâu Huy? Bu luôn nè. Ôi. Nhìn Huy kìa. I'm a Barbie girl. Barbie world. Huy ơi, em xoay xoay gì anh trời vậy nè em?
Nhìn lên cái đèn này nhìn thấy rõ không nè? Đây thì rõ này. À, mây nó đổ xuống nè. Hôm nay là buổi sáng thứ hai ở sống lưng khủng long Tà Xùa. Hy vọng là chúng ta sẽ gặp được mây. Có mây rồi, nãy ra soi rồi. Giờ mình hấp nhanh là được. Wow, tầm nhìn xa trên 10 cây chuối vì quá nhiều mây. Không thấy đường đi. Mọi người có thấy một điều đặc biệt không? Là mình mặc lại bộ đồ ngày hôm qua. Tại vì hôm nay phải quay mấy cái cảnh có mây bù cho cảnh ngày hôm qua, nên bắt buộc phải mặc lại bộ đồ này. Ê, nhìn thấy nhiều mây như vậy là thấy vui một phần rồi. Cái góc đó là góc đẹp đó Đạt. Ơi cứ bò. Mày á. Rồi xếp tí là đạo lên rồi, ông cha anh chuyên môn. Hôm bữa ông cũng đạp một lần ở trên khủi mi rồi em. Rút kinh nghiệm ngày hôm qua, sáng sớm không có gì ăn nên hôm nay đã đặt luộc trứng trước. Hôm qua muốn xỉu luôn á, đây nè. Và có xôi. Có nước rửa tay rồi nha mọi người. Sao nóng không? Vẫn còn nóng. Mọi người có thấy mây bay không? Hôm nay quá nhiều mây so với quy định rồi. Tà Xùa thì nổi tiếng là thiên đường mây, tại vì thường mây nó sẽ bay là tạo thành nguyên một biển mây rộng lớn luôn. Nhưng mà đợt này Khoai đi thì cũng có mây, nhưng mà mây bay trắng xóa cả một bầu trời. Thường á, nếu mà đêm hôm trước mà là trời mưa và độ ẩm cao thì ngày hôm sau thường sẽ có mây. Thôi không sao hết, coi như đây là một cái lý do để sau này mình quay lại Tà Xùa mình săn mây tiếp. Giờ thì Khoai và mọi người sẽ cùng nhau về gói ghém hành lý. Và nhờ một cái chú người Mông, chú chạy chiếc xe bán tải, chú chở Khoai và các bạn của mình đi xuống dưới quốc lộ để bắt xe về lại Hà Nội. Chuyến đi dài mười mấy ngày xin phép được tạm dừng tại đây. Chúc mọi người nhiều sức khỏe và Khoai mong là mọi thứ sẽ sớm trở lại bình thường và chúng ta sẽ lại có những chuyến đi thú vị hơn kế tiếp. Chào tạm biệt mọi người, mình là Khoai. Nhớ bấm đăng ký để xem thêm nhiều clip về du lịch và ăn uống của mình mỗi tuần nha.